khi xuống đây và bước đến đây thì đã nhìn thấy những cái backdrop ở đây rất là hoành tráng, rất là đẹp. Khi mà bước đến cổng thôi chưa được vào và đã thấy cảm thấy là vỡ òa ra là wow, quá tuyệt vời rồi. Đây là một buổi lễ ra mắt sản phẩm mới rất là chuyên nghiệp và hoành tráng khi có sự kết hợp giữa hai nhãn hàng nổi tiếng là Nature Way và Nature One. Thấy cách tổ chức của Megan Sun Group rất là chuyên nghiệp và rất là chu đáo. Ngoài ra thì mang lại rất là nhiều cái sự mới mẻ và độc lạ cho các cái nhà phân phối cũng như đại lý khi đến tham dự hội thảo. Chị thấy là cách set up bài trí sân khấu của công ty rất là đẹp và cẩn thận, cũng như là cách tiếp đón khách hàng của công ty rất là chu đáo và nhiệt tình. Ngày hôm nay thì chị rất là mong chờ để được tìm hiểu thêm về cái dòng sản phẩm mới Sure Grow của thương hiệu Nature One. Mình thấy rất là vui, bổ ích và có ý nghĩa, và nó đã làm cho cái con đường mình lựa chọn về cái ngành hàng chính hãng nó ngày càng thêm được chắc chắn, và mình tin tưởng hơn về một tương lai tốt đẹp về điều đó. Về cái dòng sản phẩm mà Sure Grow chắc chắn tăng cân ấy, thì em nghe thì em thấy rất là ấn tượng nhất là nó tới 36 thành phần và 28 vị vitamin và khoáng chất. Nhưng đặc biệt cái điều mà em ấn tượng nhất ở đây là nó là một cái dòng sữa mát và tăng cân không táo bón cho em bé. Với cái sản phẩm này thì em nghĩ là nó sẽ bùng nổ thật là lớn tại cái khu vực của em, và nó sẽ vượt hơn những cái kỳ vọng và mong muốn của ngày hôm nay nữa. Đánh tới một sản phẩm là Sure Grow này thì em nghĩ là nó còn tuyệt vời hơn cả mức tuyệt vời luôn. Điều mà mình ấn tượng nhất đó là ngày hôm nay mình được tiếp thu rất nhiều những kiến thức mới, hữu ích liên quan đến ngành sản phẩm mẹ và bé. Mình tin rằng là cái buổi hội thảo ngày hôm nay không chỉ là buổi gặp gỡ mà là một buổi học chính cho mình đấy. Mình rất là cảm ơn công ty đã tạo cho mình cái cơ hội cũng như là cái điều kiện như thế này. Và chìa khóa mà Megasun đang xây dựng, đang ứng dụng, nó tiệu chung bởi ba từ khóa là sự chủ động, sự tập trung và sự nỗ lực.